chào mọi người, tôi là Sam Horeca. Hôm nay tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về chiếc máy xay tự động từ thương hiệu nổi tiếng Breville, máy xay Breville 820. Nhưng trước hết đừng quên bấm đăng ký kênh của tôi để nhận thông báo và không bỏ lỡ những nội dung thú vị trong video sắp tới được đăng bạn nhé. Hãy phục vụ khách hàng của bạn những ly cà phê hoàn hảo với chiếc máy xay cà phê Breville Smart Grinder 820. Chiếc máy này sẽ tự động canh được chính xác lượng cà phê bạn cần ngay cả khi bạn thay đổi liều lượng xay. Máy được thiết kế với các tính năng đặc biệt, màn hình hiển thị LCD, hột đựng hạt cà phê kín khí, tương thích với piston hoặc bộ lọc cà phê và các dụng cụ tương tự. Thông số kỹ thuật: thương hiệu Breville, xuất xứ Úc, công suất 165W, công suất xay 7 kg/h, điện áp 220V, kích thước 22 x 16 x 39 cm, trọng lượng 2,5 kg. Đường kính lưỡi dao 58 mm. Hộp chứa cà phê 450 g. Nên mua máy xay cà phê Breville 820 ở đâu rẻ và uy tín nhất? Breville 820 hiện đang được bán tại Sam Horeca. Chúng tôi sẽ giúp bạn bỏ bớt những lo lắng về việc mua một chiếc máy giá trị cao. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề sẵn sàng hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể. Khi mua máy tại Sam Horeca, bạn hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ nhiệt tình tư vấn cho bạn loại máy phù hợp với nhu cầu và túi tiền của bạn. Vì sự thành công của bạn cũng chính là mục tiêu của chúng tôi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm bất cứ thông tin gì, đừng ngần ngại để lại bình luận, inbox hoặc liên hệ hotline 0777 858 838. Nếu bạn quan tâm sản phẩm, hãy bấm vào link trong phần mô tả bên dưới để mua hàng và nhớ nhập mã giảm giá hấp dẫn bạn nhé. Ngoài ra, nếu bạn muốn sở hữu các phương pháp giúp gia tăng doanh thu quán, hãy xem thêm ở link quà tặng miễn phí cũng trong phần mô tả. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm nút thích và bình luận bên dưới để nói cho Sam Horeca biết nội dung mà bạn muốn chúng tôi làm trong video sắp tới. Như về cà phê pha máy, pha phin, review thiết bị, dụng cụ pha chế, hay các chiến lược marketing, kinh doanh hiệu quả cho quán cà phê bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!